Xin chào các em, chúng ta sang bài mã số ID là 102. Bài này nằm trong khóa vô cơ cơ bản 11, chuyên đề bài toán xuôi của CO2 sục vào hỗn hợp kiềm. Bài toán xuôi này để giải được thì chúng ta phải nắm cho thầy hai nội dung. Nội dung thứ nhất là bản chất của phản ứng. Khi sục CO2 vào thì CO2 sẽ phản ứng với OH trừ theo một trong hai phản ứng này hoặc cả hai. CO32 trừ tạo ra ở phản ứng 2 này bắt đầu mới phản ứng với Ba2 cộng tạo kết tủa BaCO3 theo phản ứng 3. Phương pháp giải loại toán này thì các em cần đi vào nội dung thứ hai, đó là phương pháp xét tỷ lệ. Thầy có K bằng OH trừ trên CO2 thì K của thầy rơi vào hai trường hợp chủ yếu này. Mục tiêu chính thầy phải tìm được CO32 trừ ở hai trường hợp này để thầy so sánh với bari ở đây, xem ion nào hết thì tính kết tủa theo ion đó. Áp dụng hai nội dung này vào bài này thầy có như sau. Đầu tiên thầy thống kê CO2 ra. Số mol tương ứng. Dung dịch kiềm của thầy có các ion và số mol tương ứng. Kết quả thầy xét OH trừ trên CO2 bằng 0,25 chứ 0,2 sẽ lớn hơn 1 nhỏ hơn 2. Như vậy tạo ra hai muối. Mục tiêu là thầy tìm CO32 trừ. Vậy tìm CO32 trừ của thầy khi tạo ra hai muối, thầy dùng công thức giải nhanh. Thầy có CO32 trừ bằng tử trừ mẫu bằng 0,05 mol. So sánh với Ba2 cộng của thầy là 0,01 mol. Vậy kết quả là kết tủa BaCO3 của thầy ở đây. Ở đây Ba2 cộng là phải 0,01 mol. Đây sửa ra chỗ này. Chờ đây chút. Ok, tiếp tục. Ba2 cộng của thầy là 0,1 mol. Đây, lấy ở đây ra. Thì kết quả là kết tủa của thầy phải tính theo CO32 trừ. Kết tủa thu được là 0,05 mol. Vậy các em nhân lên, các em có kết quả là 9,85 gram. Như vậy đáp án thầy chọn là C.